Xin chào các bạn. Tự hào là một trường kinh doanh trực thuộc tập đoàn Kaplan, Kaplan Business School tại Úc, quy tụ những chuyên gia hàng đầu để cung cấp những khóa học chuyên biệt về kế toán và kinh doanh. Những khóa học này được thiết kế nhằm giúp các bạn sinh viên có được những kỹ năng thực tế và những kiến thức cần thiết để đạt được những mục tiêu trong sự nghiệp của mình. Tất cả các khóa học được công nhận bởi các cơ quan chính phủ liên quan và các tổ chức giáo dục tại Úc. Hôm nay công ty tư vấn Học Tân Đại Dương sẽ cùng các bạn tìm hiểu rõ hơn về chủ đề này nhé. Thế mạnh của trường. Trường Kaplan Business School hiện nay là đối tác đặc biệt của chương trình ACCA. Trường Kaplan Business School là sự lựa chọn lý tưởng cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm chương trình về kinh doanh hoặc kế toán. Các khóa học tại trường được công nhận bởi ACCA, CPA Australia, IBA và ICAA đảm bảo tất cả các sinh viên kế toán đang nhận được chương trình giảng dạy thuận lợi nhất cho nghề nghiệp kế toán. Tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu của Kaplan, du học sinh Việt Nam không chỉ có được kiến thức hàn lâm mà còn được cung cấp các kỹ năng làm việc cũng như cơ hội việc làm tại các tổ chức tài chính kế toán danh tiếng trên thế giới. Ngoài ra, bằng cấp của các khóa học tại trường được các tổ chức tài chính kế toán uy tín công nhận và đánh giá cao. Vì vậy, sinh viên theo học tại trường luôn có được lợi thế cạnh tranh so với các ứng viên khác. Kaplan Business School là tổ chức giảng dạy ngành kế toán và kinh doanh lớn nhất thế giới, cung cấp các chương trình đào tạo cho hơn 1 triệu sinh viên mỗi năm ở các quốc gia như Úc, châu Á, Mỹ, Anh Quốc và châu Âu. Tại Úc, Kaplan Business School thu hút các chuyên gia giáo dục hàng đầu, cam kết cung cấp sự chuyên biệt trong ngành kinh doanh và kế toán phù hợp với nhu cầu thực tế. Kaplan Business School tự hào đảm bảo rằng sinh viên của trường có các cơ hội và công cụ để thành công và các nhà giáo dục của trường có các tiêu chuẩn giảng dạy cao nhất quán. Trường có 4 cơ sở đào tạo tại Brisbane, Adelaide, Melbourne và Sydney với các cơ sở vật chất và tiện nghi hiện đại. Kaplan Business School cung cấp các khóa học kinh doanh, kế toán, thương mại từ cao đẳng đến thạc sĩ. Trường cũng đào tạo các khóa tiếng Anh học thuật hay các khóa luyện thi IELTS. Môi trường học tập hỗ trợ thân thiện, đảm bảo sinh viên nhận được sự quan tâm đầy đủ. Học phí cạnh tranh phù hợp với sinh viên quốc tế, đặc biệt là sinh viên Việt Nam. Chương trình đào tạo của trường, cao đẳng thương mại 1 năm. Hoàn thành chương trình này, sinh viên có thể chuyển tiếp vào năm 2 chương trình cử nhân kinh doanh của trường hay các trường đại học Úc khác được công nhận. Cử nhân kinh doanh 2-3 năm. Chương trình được CPA Úc và Học viện các kế toán được đào tạo và đủ tư cách hành nghề Úc công nhận. Chứng chỉ sau đại học về kế toán 15 tuần dành cho sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành khác kế toán và muốn học lên thạc sĩ kế toán. Thạc sĩ kế toán chuyên nghiệp 1 năm dành cho sinh viên chưa có nền tảng về lĩnh vực kế toán và muốn theo đuổi một nghề nghiệp trong ngành kế toán. Chương trình trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về kế toán và các lĩnh vực liên quan đáp ứng yêu cầu việc làm. Chương trình được sự công nhận của ACCA, CPA Australia, ICAA. Thạc sĩ nghiên cứu kế toán 2 năm dành cho sinh viên muốn bước vào kế toán chuyên nghiệp nhưng có sự giới hạn hay không có kinh nghiệm trước đây về nghiên cứu kế toán. Khóa học cung cấp các kỹ năng kinh doanh cần thiết, tạo cơ hội cho sinh viên có cơ hội vào các chương trình chuyên nghiệp của ICCA, CPA Australia, ICAA. Tiếng Anh học thuật tổng quát 20 giờ trên tuần, trau dồi kỹ năng tiếng Anh cho sinh viên chuẩn bị vào học chương trình đại học sau đại học. Khóa học tập trung vào học thuật và các thuật ngữ kinh doanh, từ vựng và ngôn ngữ thiết thực giúp sinh viên tự tin hơn và thành công trong lĩnh vực học tập nghề nghiệp. Các bạn hãy tham dự tuần tham vấn du học Úc tại trường Kaplan Business School, môi trường học lý tưởng của nước Úc. Thời gian là từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 9 tháng 3 năm 2018. Sáng từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa và chiều là từ 15 giờ chiều đến 17 giờ chiều. Địa điểm: văn phòng công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn hãy nhanh tay đăng ký với số điện thoại 028-3848-4879, 028-3838-2080, 099-569-3574, 099-677-629. Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này cũng như quá trình làm hồ sơ xin visa du học Úc, các bạn đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương của chúng tôi tại chi nhánh quận Nhất, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 028-3848-4879 tại chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Số điện thoại 028-3838-2080. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.